Hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình đang ở Thái Bình và đầu xuân năm mới thì mình mới nhận được một cái hình xăm của ông anh con nhà bác ở dưới Thái Bình. Thì đây là cái hình xăm mà mình chuẩn bị mình sẽ sửa cho anh ấy. Đây là hình xăm cá chép nhé. Hình xăm này nói chung là cũng rất là lâu rồi, của thợ xăm mới ra nghề ấy. Thì xăm sẽ như thế này này anh em. Đấy, mình sẽ quay lại cho anh em xem cho nó rõ nhé. Ok anh em ấy nhá. Đây là hình xăm thể loại châu Á này, cá chép hoa sen. Ở đây chúng ta có một cái thân con cá chép. Đây. Đuôi thì nó vắt ra đây. Nhưng mà hình như này, hình cũ của nó còn chữ à? Phải chữ không anh? Ở đây thì có hai bông hoa sen, nhưng mà cái phần nét ấy đi kim sâu này, với lại đi bị lệch lét ấy, lệch kim ấy thì khiến cho cái lét nó bị lở ra. Và lâu ngày thì nó sẽ có hiện tượng lở lét như thế này, nó sẽ to như thế này. Đấy, con cá cũng thế. Đây là một chút phần sóng này để đánh thì nó hơi bé, nó hơi dối. Thì tí mình sẽ chèn bớt đi, mình chỉ để một đợt sóng thôi. Đây nữa. Đấy. Đấy, ok anh em. Thì con cá chép này ở thân của nó thì là màu đỏ rồi. Bây giờ mình có hai cách đánh, một là đánh con cá này màu tông nóng, đánh hoa màu tông lạnh, hoặc là ngược lại, chúng ta sẽ đánh hoa màu tông nóng, đánh con cá màu tông lạnh. Như thế thì nó sẽ hợp lý anh em nhé. Đấy, anh em nào đang xem video này thì đừng quên là nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Anh em đăng ký khóa học cấp tốc 3 tháng thì anh em đăng ký cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 anh em nhé. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ cover lại cái hình này. Anh em cùng chú ý theo dõi hết cái video của mình nhé. Sau khi mực mình pha ra thì mình sẽ đánh đều lên anh em nhé. Đấy, mình sẽ đánh đều tất cả mực lên. Ở đây thì không có mực đen vì mình quên không mang chai mực đen, đâm ra mình sẽ đánh toàn bằng màu thôi. Đấy, thì anh em chú ý xem màu nhá. Ở đây thì màu đây mình pha tạm đây này, mình đánh hết cái màu này thì mình sẽ tiến hành mình pha thêm. Đấy, thì trong quá trình mà mình làm ấy thì có thể nó sẽ phát sinh thêm một số màu mới, thì tí nữa mình sẽ quay lại cho anh em xem nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xem con cá với hai bông hoa trước, còn cái phần lền mình sẽ xem sau nhé. Đấy, thì anh em cùng xem và theo dõi nhé. Thì con cá này mình sẽ đánh màu xanh dương, còn bông hoa là mình sẽ đánh màu cam đỏ vàng. Ở đây mình sẽ đổi tông này ngược lại thì như thế thì nó sẽ dễ hơn và nó đẹp hơn. Ok anh em, kim mà mình sử dụng thì là kim 11 đây anh em, 11 GM này, kim trắng. Đấy, kim này của Bùi Thanh Tùng anh em nhé. Hộp kim này thì hơn 200.000 một hộp, rất là rẻ và hợp lý. Máy thì tất nhiên là Izeta, mình sử dụng cây đen là cái cây mạnh nhất, sử dụng để đi led và vào màu đấy. Đấy, thì đây là đồ dùng. Anh em bắt buộc phải có hai cốc nước pha nhé, hai cốc nước rửa kim, và đặc biệt là phải sử dụng nước pha màu riêng nhé anh em. Anh em không nên sử dụng nước đen trắng để pha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình xăm nhé. Mình sẽ vào màu bông hoa, con cá này trước đi. Mình sẽ làm con cá này trước. Đấy. Chị đã bao giờ review cho bắt nạt chồng là like chị các kiểu. Ở đây anh còn nhiều clip lắm. Còn nhiều clip không ạ? Vợ túm tóc các kiểu đấy. Vợ bắt nè. Hành hung à? Hành hung. Do mà hành hung chồng người ta gọi là vũ lữ đấy đúng không? Mình chồng lại thì sau này mình có bảo gì? Chồng mà hành hung vợ người ta gọi là vũ phu. Vợ hành hung chồng người ta gọi là vũ lữ. Chị có làm mình xăm không chị? Chị có làm mình xăm không? Làm gì? Chị có xăm một hình không? Không. Xăm mình. Lần trước mình đi xăm môi mình hết căn đẻm. Chúc sáng tăng lên tên mấy người yêu cũ ở cánh tay nữa. Xăm hình này mình đau ở trên cơ thể nhưng mà mình sẽ quên đến những nỗi đau khác. Đây là hình xăm lỗi khá nhiều lên khi mà mình máu sửa thì nó sẽ rất là lâu hơn ở bình thường rất là nhiều anh em ạ.
Bình thường thì mình xăm hình này tầm khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là xong. Nhưng mà hình này hôm nay mình làm tận 5 tiếng mới xong. Để cơ mua đây nhé. Kéo nó bì lên này anh em không? Cùng theo dõi mình làm nhé. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì anh em cứ comment ở phía dưới hay để lại một câu hỏi cho mình. Mình sẽ rảnh, mình sẽ giúp đỡ trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả anh em nhé. Con tóc chị làm nó gần đây không chị? Gần. Thì cái con tóc mà chị làm ấy. Gần. Gần đây không? Cách chỗ hai cây. Ừ. Ngay đầu cái xe, đầu xe đi lên một tí. Nào sáng người mẹ đi mở. Ừ. Mở mà không quen biết ai khó làm lắm. Còn cây thì tay này thì cao thì gần thì thấy là lâu. Nó lâu. Thầy người ở đây thôi. Thì làm nó nhanh. Hàng xóm lăng giềng mới lại em. Bây giờ em cũng có tiếng ở xã em rồi. Cuối năm nay em định mở rộng. Đi thuê nhà thì lấy đắt không? 2 triệu. Quá đấy á. Gì cũng rẻ. Dạ vâng. Tâm lý mình thế thôi, đi cắt tóc mình các chỗ bạn vẫn lấy đúng không? Ông ở đâu đến lại thì cái ở đây thuê nhà thì rẻ phải chắc khoảng tầm 2-3 triệu nhỉ? Còn ngoài mặt đường tăng kia, ngoài đường trục kia là 2 triệu. 2 triệu à? Đấy tầm đấy. Bên cầu ấy hả? Đấy cái đường ngoài trục đường to. Còn ở trong cầu này thì bình thường mấy quán ở ngoài kia 600-700 triệu. Cũng rẻ nhỉ? Ừ. Xã em là 2 triệu là cả một cái nhà to. Nhưng mà ở đây đất đắt thôi, đất ở đây đắt lắm. Nhưng đất á? Trục đường ở chỗ chợ em đi qua em nhìn thấy chưa? Ừ. Hôm chị mới bán hơn 1 tỷ đấy. Chị mới bán gần năm vừa đầu nào cuối năm vừa rồi 1.2 tỷ đấy. Ừ. Tí nhỉ? Vậy 5 năm nữa thì có thể 5 tỷ không? Thôi. Thế thôi. Dễ quá thì chị có để đâu. Để thứ em là một năm nay hoặc sang năm cố gắng kiếm tiền mua miếng đất ở xã. Đất trên đất đâu? Cũng 700-800. Nếu mà mua được thì đỡ thì đi thuê. 700-800. Mua tầm 70-80 m² cũng được hả? Ở đấy thì lô 5m-6m, sâu thì 20-30m. Thế thì là rộng rồi. Vâng, thì nó tầm đấy đấy. Thì nó là một lô đấy, khoảng mấy trăm đấy. Mua thiếu đâu thì vay mượn mỗi người một ít. Chứ còn chẳng ai là làm mà không nợ. Rồi, làm để có lợi, có động lực giá đúng không? Ừ. Được rồi, nó sẽ đối làm đi. Tài quốc mà giá, vay đội ngoại anh chị mỗi người ít. Mình vay sau đó mình làm mình trả nó còn nhanh hơn cái mà mình đi ấy. Nhưng mình làm ra để tiết kiệm để mua để lâu lắm. Không được. Không được, không được. Chơi gần phường kìa. Trên đấy có phường rủ nhau mấy thằng chơi. Có phường nhưng mà còn có phường lãi không? Không lãi nhưng mà kiểu không thích lắm. Chị bạn giỏi gì nhỉ? Anh ngồi được chưa bằng vợ Ba Lạt? Không phải bằng vợ bánh rồi. Vợ bánh rồi. Mình mua vợ Ba Lạt đâu. Ba Lạt
đánh luôn. Thế cái này tí có phải xăm không? Có thế, lướt lướt lại tí. Ui chị ngồi đây. Dưới bên vừa dậy, ông bé về đó. Bà đâu? Bà tí bắt về nhờ. À, ông bé gọi điện hết cho ông Tùng luôn anh đấy, tối cũng vi động. Vừa bảo tôi đi giết gà, tôi à không. Bảo tôi đi mua sơn, tôi à không. Thế thì ở đây thôi. Hôm nào sáng là đánh đi đây, chơi không? Vâng. Nó nên uống rượu. Em báo hiệu xong mới về mà mình đâu. Thế nào về, Uyên có về luôn không? Hay cho nó ở đây chơi? Không, cho nó ở đây chứ. Em về trước, em còn quán sáng còn làm thì ăn. Thế cho mẹ con đi chơi lâu lâu một tí, nó mất công về thuê xe. Xe mà mày đang nhiều kế hoạch kiếm tiền. Em đang có chục thằng học sinh đang chờ em dạy. Quanh quanh khu công nghiệp chỗ anh chị làm ấy, nó bọn dân nơi khác đến ở nhiều không? Trước cái công ty chị ấy, nó hay kiểu như khu công nghiệp Samsung, nó có làng Quế Võ, Yên Phong các thứ ấy. Không, trước công ty chị ở trên thành phố thì là toàn các nơi đổ về thuê nhà trọ ở đấy. Nhưng bây giờ nó có xe buýt đưa đón rồi. Thế thì không có cơ hội làm cho bọn công nhân. Ở dưới Bắc Linh ấy, bọn công nhân nó làm trong cuối tháng ấy, nó có tiền nó ăn chơi nó tiêu pha. Nhưng mà bọn đấy làm lương nó cao lắm. Nó ăn uống nó chứ đất Thái Bình thì lương cũng cao. Thái Bình người nó không thế thì cũng 5-6 triệu đất Thái Bình thế thôi. Yêu bọn chị đi làm bọn kia là 6-7 triệu thì bọn kia nó cũng thế. Công ty chế độ thì lương không cao, nhiều chế độ nhưng lương không cao. Nhiều chế độ ngoài như không cao. Nhưng mà lương không cao mấy. Như đã một trường này thì chẳng có chế độ gì thì lương lại cao. Ừ, đấy. Nhưng mà được tháng thì chục. Nhưng nó lại không được cái gì cả. Chả có bao nhiêu. Thế cũng được, không cần. Tôi làm cho cái bảo hiểm nhân thọ nó cứ nghèo tôi còn được hưởng. À. Chị chơi bảo hiểm nào? Chị chơi một cái của Bảo Việt với hai cái của Dai Chi. Nhiều đấy anh, tổng một năm đóng bao nhiêu? Gần 50 triệu. Một năm? Ừ. Chơi nhờ, lúc mà khô thì được nhiều hết đấy. Chơi bảo hiểm nó giống như kiểu tiền tiết kiệm mà. Ừ, thì thế. Nhưng mà nó không rút ra được, đúng không? Ừ, không rút ra được. Thì là vợ nó chưa bảo hiểm, mình chỉ sợ bên cuốn tràn đồ thì đốt. Và mình mà tôi nó được hơn tỷ thôi mà. ai là người lĩnh? Anh à? Vợ lĩnh. Tức là chơi rồi lấy là bảo vệ anh rồi. Chị chơi bảo hiểm của anh Trường nha, đứng trên chị mà. Thêm một cuốn tên bông đốt xong cũng bảo tai nạn đúng không? Nó làm hơn tỏi, kinh lắm. Với đợt đẻ con bé con lớn như kìa, đẻ ra cái là mua luôn. Giờ nó được 5 tuổi thì mình đóng được 5 năm rồi. Đóng có 9 năm, cái bảo hiểm của nó ngắn này, còn 9 năm thôi. Chứ còn của bố, của mẹ thì 15 năm. Em chơi một cái 10 năm, nhưng mà em tính chơi nữa em không chơi gì. 10 năm em đánh đóng mấy năm rồi? 3-4 năm. Của hãng gì đấy? AAA. Chị không thích AAA. Việt Nam, tại một bọn... Nhưng mà em có mua cái gói sức khỏe không? Rồi anh em nhé. Thì đây là cái con cá mà trong quá trình đang sửa. Thì hơn 2 tiếng rồi, thì mình mới đi được như này thôi. Ở đây thì bông hoa mình đã vào màu rồi. Thì còn cái lền này thì mình đánh cho nó màu tím xám nhé. Tím này là tím địa hình, với lại màu tím này cũng rất là đẹp. Đấy, truyền tông đậm nhạt con cá này thì mình đang đánh dở, vẫn chưa xong nhé. Sửa luôn cá này nha. Mình sẽ bỏ cái sóng ở đây đi. Mình đánh độc cái sóng ở phía này thôi. Cái khu này thì đánh tầm khoảng hơn tiếng nữa là xong rồi. Đấy, còn phía bên này mình sẽ đánh như này. Đấy. Ok anh em. Thì cái bông hoa này mình sử dụng cái kỹ thuật vào màu mới nhé.
Vào màu này là vào màu không sát thương anh em nhé. Anh em có thể đánh tất cả các loại màu, màu tất cả các tông màu vùng và tất cả các tông ở các vùng da khác nhau anh em. Khi mà chúng ta đánh ấy thì cái lỗ chân nó sau khi chúng ta vào màu xong hoặc là chúng ta xăm xong ấy, nó hiện lên rõ lỗ chân lông như thế này này, thì da nó không có một tí sát thương nào nhé anh em nhé. Sát thương khi mà bong ra thì vậy, nó bong rất là mỏng nhé. Đây mình sử dụng cái kỹ thuật vào màu mới nhé. Cái kỹ thuật này thì mình sẽ dạy cho tất cả anh em ở trong cái quá trình học ở cái khóa học cấp tốc 3 tháng ấy. Thì anh em nào mà muốn đăng ký tham gia thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 nhé. Đây mình có thể căng ra luôn cho anh em xem này. Đấy, màu vào rất là đều này, rất là đậm này. Đấy, đây là phần này chuyển tông nhé anh em nhé, chuyển tông cam sang vàng này. Đấy, mình nào kỹ cho anh em xem này, không có một tí sát thương nào. Khi mà anh em xăm mà nó, nếu mà nó sát thương ấy thì cái da của nó sẽ sùi lên nhé, chứ nó không hiện lên lỗ chân lông như này. Còn nếu như mà anh em xăm ấy mà nó hiện lên lỗ chân lông như này ấy thì là cái vùng da của mình nó không bị sát thương, nó không bị sát thương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mực nó vào rất là đủ và đầy đặc. Đấy, đây là kỹ thuật vào màu mới. Đấy, anh em cùng xem tiếp cái quá trình mà mình thực hiện hình xăm này nhé. Đây là cái lúc mà mình đang nhấn nét, mình đã xăm xong hết rồi và mình nhấn lại cái phần vảy cá thôi để cho nó tăng thêm cái độ sắc nét và rõ nét của cái phần vảy với phần vây ấy. Thì trong quá trình mà mình xăm cá thì anh em nên xăm nhấn vây mới vậy sau cùng anh em nhé. Khi mà anh em nhấn như thế thì nó sẽ nổi bật luôn lên cái phần vây, phần vảy, cái phần ngăn cách giữa vảy nọ với vảy kia ra. Thì như thế thì cái hình xăm của mình nó sẽ đẹp hơn. Sau 5 tiếng thì mình đã cover xong cái hình xăm này rồi nhá. Thì đây là cái quá trình bước cuối cùng đây. Đấy. Tăng sáng này tí. Đây vuốt lên. Đấy thì anh em cùng xem trực tiếp nhá. Đấy thì mình đây. Mình lau sạch sẽ cho anh em xem. Và ở bên cạnh thì mình có để luôn là cái hình hình trước khi xăm. Còn đây là sau khi hoàn thành ra. Đấy. Lau một lần nữa cho thật sạch nhé. Đây là cá chép hoa sen thể loại châu Á. Hình xăm trước là đen trắng. Và mình mới phối màu lại. Tôi đi TV cố. Kêu ra đau. Chết. Thanh niên này kêu hơi nhiều anh em. Đấy.
Đây, anh em có thể thấy đây, đây là cái hình của chúng ta sau khi đã hoàn thành đây. Nó vẫn còn một số cái chi tiết mờ mờ này của cái hình cũ, nhưng mà thôi, vẫn chấp nhận được. Thấy đó, mình sửa thì mình không thể đòi hỏi được là nó ngon lành cành nào được. Nhìn đây, đó. Này là cá chép nhé. Từ màu đỏ thì mình đã chuyển thành màu xanh dương. Mình nhấn cái đầu thì nhấn một chút màu đỏ, còn phía thân thì mình nhấn màu màu cam để cho nó nổi bật lên. Đấy nhá, kể mình xăm từ đầu thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng con cá này, cái phần khung của con cá đi lỗi khá là nhiều, đâm ra là khi mà mình sửa ấy thì mình không thể sửa được cái khung ấy nhiều. Đấy. Ok không anh em? Anh em đang xem video này đừng quên nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Anh em đăng ký học xăm khóa học cấp tốc 3 tháng thì anh em có thể inbox cho mình qua số Zalo là 0789115666 anh em nhé. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Ok tất cả anh em.